Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp được mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, sức khỏe và thành công nha. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu về bản thân. Tôi là Thành, cũng là một dược sĩ đang kinh doanh và mua bán thuốc tây tại nhà. Hôm nay mình quay clip này nhằm mục đích chia sẻ đến tất cả mọi người, đặc biệt là những bà con nông dân nghèo không có điều kiện tiếp xúc nhiều với thuốc, nhằm chia sẻ và giúp họ hiểu thêm một số thông tin về thuốc như liệu dùng, công dụng, chống chỉ định, vân vân, của một số loại thuốc điều trị các loại bệnh thông thường như cảm ho, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, vân vân, nhằm giúp họ biết mua và sử dụng thuốc một cách có hiệu quả, nâng cao kết quả điều trị trước khi tìm đến các y bác sĩ. Rồi cả nhà, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với cả nhà một loại thuốc mới nha, đó là Panadol 500 cả nhà. Panadol 500 bà con mình thường gọi là Panadol xanh đó. Bây giờ mình cùng nhau đi tìm hiểu xem cái thành phần, công dụng cũng như cái liệu dùng của nó như thế nào nha. Và trước mắt bà con đó là những hộp Panadol 500mg nghe bà con, mà bà con mình thường gọi đây là Panadol xanh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bà con về cái loại thuốc này nha. Trước tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc gồm có paracetamol 500mg, tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế Panadol xanh được bào chế dưới dạng viên nén. Chỉ định điều trị: Panadol xanh làm giảm các triệu chứng như giảm đau, hạ sốt, đau đầu, kể cả đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ xương và đau sau khi tiêm vaccine, đau sau khi nhổ răng, đau sau khi phẫu thuật, vân vân. Liều lượng và cách dùng: chỉ dùng đường uống, không dùng quá liều chỉ định, nên sử dụng liều thấp nhất cần thiết để có hiệu quả tốt nhất trong điều trị. Đối với người lớn, kể cả người cao tuổi, trẻ em từ 12 tuổi trở lên, nên dùng 1 hoặc 2 viên mỗi lần uống, có thể dùng tới 4 lần trên ngày. Liều tối đa 8 viên trên ngày, khoảng cách liều tối thiểu 4 giờ, thời gian tối đa dùng thuốc không có tư vấn của y bác sĩ là 3 ngày. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi dùng 250 đến 500mg sau mỗi 4 đến 6 giờ nếu cần. Liều tối đa hàng ngày 60mg trên ký cân nặng, chia thành nhiều lần dùng. Không dùng quá 4 liều trong 24 giờ. Trẻ em dưới 6 tuổi, không khuyến kháo trẻ em dưới 6 tuổi dùng thuốc này. Chống chỉ định của thuốc: không dùng thuốc này cho những bệnh nhân sau đây: bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với paracetamol và bất kỳ tá dược nào của thuốc; thận trọng khi dùng thuốc; không dùng Panadol xanh với các thuốc khác có chứa paracetamol vì làm quá liều paracetamol ảnh hưởng đến cơ thể người bệnh. Dùng quá liều paracetamol có thể gây suy gan. Tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng thuốc này cho các bệnh nhân sau: 1. Người cao huyết áp; 2. Người bệnh tim mạch; 3. Người bệnh đái tháo đường; 4. Người bị cường giáp; 5. Người bị phì đại tuyến tiền liệt; người suy giảm chức năng gan và thận, vân vân. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Đối với phụ nữ có thai, không khuyến nghị dùng thuốc này cho phụ nữ có thai. Đối với phụ nữ cho con bú, không khuyến nghị dùng thuốc này trong thời kỳ cho con bú. Tác dụng không mong muốn của thuốc. Panadol xanh có thể là gây ra một số tác dụng không mong muốn như sau. Thứ nhất, làm giảm tiểu cầu. Thứ hai, phản ứng quá mẫn. Thứ ba, bất thường ở gan. Thứ tư, phản ứng dị ứng trên da như ban đỏ, phù mạch, vân vân. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Quá liều và cách xử trí. Quá liều, dấu hiệu nhận biết quá liều. Người bệnh cảm thấy bồn chồn, đau đầu, chóng mặt. Người bệnh cảm giác buồn nôn và nôn. Cách xử trí: chuyển ngay bệnh nhân đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất có thể, áp dụng các biện pháp kiểm soát y tế và điều trị chuyên môn do y bác sĩ thực hiện. Đó là tất cả nội dung chính hôm nay mình muốn chia sẻ với bà con. Trước khi kết thúc clip, mình cũng có đôi điều nhắn nhủ với bà con như sau. Khi mình mua một loại thuốc nào đó về sử dụng, điều quan trọng trước tiên là mình phải xác định được mục đích mình mua loại thuốc đó để làm gì, điều trị bệnh gì và đối tượng sử dụng là ai. Cái thứ hai, trong mỗi cái hộp thuốc đều có cái hướng dẫn sử dụng. Tôi khuyên bà con mình nên xem cái hướng dẫn sử dụng trước khi mình sử dụng loại thuốc đó nha bà con. Và cái cuối cùng không kém phần quan trọng, đó là cái hạn sử dụng trên mỗi loại thuốc. Trong mỗi hộp thuốc đều có cái hạn sử dụng trong đó, bà con mình nên xem kỹ. Nếu hai cái thuốc hết hạn sử dụng thì bà con mình đừng sử dụng, vì nếu mà sử dụng thì rất là nguy hiểm đối với sức khỏe mình nha bà con. Clip mình xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Nếu cả nhà xem clip thấy hay, có hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có động lực tiếp tục ra những clip mới hay hơn, hữu ích hơn để phục vụ cho cả nhà cùng xem. Cảm ơn cả nhà một lần nữa đã ủng hộ kênh của mình. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà trong các clip tiếp theo. Bye bye cả nhà nha.